Quần Long đoạt bảo, năm 1988. Vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, một trong tứ đại thiên vương của Hồng Kông, Lưu Đức Hoa đóng vai chính trong một số bộ phim. Một số trong đó thực sự đáng nhớ, tuy nhiên cũng có không ít phim không được nhiều người biết tới, đặc biệt là khán giả phương Tây. Vì thế mà mặc dù cực nổi tiếng trong nước, nhưng mãi đến sau này tên tuổi của ông mới được phổ biến tại Hollywood, nhất là từ sau thập diện Mã Vân Long Di Phục. Quần Long đoạt bảo không phải là phim mà những người hâm mộ phương Tây biết đến, nhưng điều đó không có nghĩa là bộ phim này không ấn tượng. Nó thực sự là rất đáng để xem ít nhất một lần trong đời. Đó là một bữa tiệc hành động vui nhộn. Mã Vân Long tới những phút giây giải trí hết sức hiệu quả, giống như cái cách mà ngôi sao võ thuật Thành Long thường thể hiện. Nội dung phim xoay quanh thợ săn tiền thưởng Cha Ly Trần, do Lưu Đức Hoa đóng, được cha nuôi giao nhiệm vụ bảo vệ một cuốn kinh thánh và vận chuyển nó đến nơi trưng bày cuộc triển lãm. Để cứu công ty bảo hiểm của cha nuôi, anh phải bảo vệ nó cho doanh nhân vô lương tâm Sùng Cẩm Vinh, người đang thực sự âm mưu chiếm công ty bảo hiểm của cha nuôi Cha Ly Trần bằng cách thuê bậc thầy trộm trác phi phàm để đánh cắp kinh thánh. Mặt khác, đối thủ thân thiện của cha Ly Trần, xạ thủ sắc bén Mã Vân Long, do Từ Thiếu Cường đóng, cũng muốn đánh cắp kinh thánh cho bạn gái của anh ta. Vì ông nội của cô chết khi ăn cắp nó và cha cô phát điên lên vì nó. Cha Ly Trần, Vân Long và Phi Phạm tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc do ông Sùng tổ chức tại dinh thự của anh ấy và nói rõ ý định của họ trước khi tham gia vào một trò chơi đánh bạc để xác định ai sẽ có kinh thánh. Phi Phạm thắng bằng cách sử dụng mánh khóe nhưng không làm Mã Vân Long hài lòng. Anh ta đứng dậy và đưa cho ông Phi Phạm khẩu súng lục ổ quay của mình. Phi Phạm lùi lại và tuyên bố trận đấu hòa, nhưng cha Ly Trần muốn thách đấu với Phi Phạm trong trò chơi bằng khẩu súng lục ổ quay của Mã Vân Long và đánh lừa Phi Phạm khi cha Ly Trần tự bắn mình hai lần an toàn vì anh ta đã làm trống khẩu súng lục, biết thói quen của Mã Vân Long chỉ nạp 5 viên đạn. Và Phi Phạm rời đi sau khi ông Sùng bước vào. Ngày hôm sau, cha Ly Trần chia đội bảo vệ của công ty bảo hiểm của cha nuôi thành 5 nhóm đi 5 hướng khác nhau để vận chuyển kinh thánh từ dinh thự của ông Sùng đến nơi trưng bày. Mỗi nhóm cha Ly Trần chia một hộp kim loại rỗng. Trong khi cha Ly Trần giữ kinh thánh trên người, kèm theo một cận vệ tân binh, A Minh, do Tiền Gia Lạc đóng, cha Ly Trần dừng lại để tắm trong một nhà tắm trên đường đi và bị tấn công bởi một cặp côn đồ tên là Dapper Trooper được ông Sùng thuê. Nhưng cha Ly Trần dễ dàng tiêu diệt và giết họ trước khi đến nơi trưng bày và tiết lộ rằng anh ta thực sự đã đặt kinh thánh vào một trong những chiếc hộp đã đến nơi an toàn. Vào ngày diễn ra buổi triển lãm, Mã Vân Long và bạn gái của anh ta lần lượt đến cải trang thành một bác sĩ và một phụ nữ thai phụ, định ăn cắp kinh thánh khi người này giả vờ chuẩn bị sinh con và triển lãm đang được sơ tán, nhưng đã bị thất bại khi một bác sĩ thực sự và y tá đến. Cha Ly Trần sau đó bảo A Minh đi theo Phi Phạm và cô con gái của anh ta, nhưng bị phát hiện và bị đánh đập, nhưng hai cha con cố tình cho anh tiếp tục đi theo họ và anh ta thông báo cho cha Ly Trần rằng Phi Phạm đã thuê người làm giả vàng để làm một cuốn kinh thánh giả. Cùng đêm đó, cha Ly Trần gặp lại một phụ nữ xinh đẹp trong quán bar, người mà anh ấy đã gặp trước đó trên một chuyến tàu, cô cũng là con gái lớn của Phi Phạm. Người này say rượu và tình cờ vào xe của anh ấy và anh ấy chở cô ấy đến khách sạn và rời đi sau khi cô ấy tỉnh táo. Cha Ly Trần sau đó tìm đến người làm giả kinh để anh ta làm một cuốn kinh thánh giả khác cho anh, thứ mà anh dùng để đổi thành cuốn thật tại cuộc triển lãm, đồng thời sửa đổi hệ thống an ninh cho phép kinh thánh hạ xuống và được cất giấu sau khi đóng cửa vào cuối ngày. Đêm đó, Mã Vân Long đột nhập để đánh cắp cuốn kinh thánh giả được trưng bày, còn Phi Phạm cùng con gái bắt cha nuôi làm con tin để yêu cầu cha Ly Trần giao cuốn kinh thánh thật. Điều này khiến cha nuôi không tin tưởng cha Ly Trần và buộc anh ta phải giao cuốn kinh thánh thật. Cha Ly Trần tức giận rời đi. Sau đó được một người phụ nữ xinh đẹp đến thăm, cô nói trả lại kinh thánh thật cho cha Ly Trần nhưng quyết định vứt nó đi vì cha Ly Trần không có mặt. Nghĩ rằng đó là kinh thánh thật, cha nuôi hoán đổi với cô rời đi đem nó đến cho Phi Phạm, vô tình cha Ly Trần đã chứng kiến được. Ngay sau khi Phi Phạm nhận được tiền từ ông Sùng tại dinh thự của mình và rời đi, Mã Vân Long lẻn vào để lấy trộm kinh thánh, nhưng con gái lớn của Phi Phạm đã ngăn anh ta lại và họ chiến đấu vì kinh thánh. Cha Ly Trần cũng tham gia ngay sau đó và cứu cô. Sau đó, cha Ly Trần và Mã Vân Long đối đầu với Phi Phạm tại một khách sạn nơi anh ta đang chuẩn bị rời đi cùng các con gái của mình, và Phi Phạm đề xuất một cuộc đấu súng tay đôi, mỗi người chỉ sử dụng một viên đạn, với Phi Phạm sử dụng dao găm thay vì súng lục, và Phi Phạm giả vờ bị bắn trúng để đánh lừa cha Ly Trần và Mã Vân Long bắn nhau.
nhưng không thành công vì hai người đã biết là lừa gạt. Thay vào đó, Phi Phạm thách thức họ đánh nhau. Trước sự ngạc nhiên của cha Ly Trần và Mã Vân Long, Phi Phạm hóa ra là một chiến binh có năng lực cao và không thể đánh bại anh ta một mình. Vì vậy cha Ly Trần và Mã Vân Long hợp lực để chống lại Phi Phạm. Phi Phạm thừa nhận thất bại và bỏ lại Kinh Thánh và rời đi cùng các con gái của mình trước khi cha Ly Trần và Mã Vân Long đánh nhau, cho đến khi bạn gái của Mã Vân Long ngăn họ lại và thông báo rằng Kinh Thánh Phi Phạm để lại là giả và họ cố gắng đuổi theo Phi Phạm nhưng đã quá muộn vì anh và các con gái của mình đã lên một chuyến tàu. Sau đó, cha Ly Trần gặp được một người bán kẹo dạo. Người này được con gái lớn của Phi Phạm giao nhiệm vụ đưa cho cha Ly Trần Kinh Thánh thật. Mặc dù không phải là phim xuất sắc nhất của Lưu Đức Hoa nhưng chắc chắn Quần Long Đoạt Bảo là một bộ phim đáng để xem của ông, đặc biệt là phim hội tụ dàn diễn viên rất tên tuổi, trong đó phải kể tới nữ diễn viên xinh đẹp Quan Chi Lâm và võ sư Từ Thiếu Cường. Ngoài ra, phim cũng có sự góp vai của đạo diễn, chỉ đạo võ thuật nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc Viên Hòa Bình, trong khi đạo diễn của phim là em trai của ông. Thám trưởng Lôi Lạc phần 1, năm 1991. Thám trưởng Lôi Lạc phần 1 là một bộ phim được do Lưu Quốc Xương đạo diễn, với sự tham gia của Lưu Đức Hoa, Ngô Mạnh Đạt, Khâu Thục Trinh, Trương Mẫn, Tần Bái, Quan Hải Sơn. Bộ phim kể về câu chuyện huyền thoại của chàng trai trẻ Lôi Lạc, người đã học được các kỹ năng sinh tồn trong thế giới ngầm và từng bước leo lên từ cảnh sát đến vị trí cao của cảnh sát trưởng. Bộ phim được phát hành tại Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 19 tháng 9 năm 1991. Nội dung xoay quanh câu chuyện từ năm 1949. Chàng thanh niên đầy nhiệt huyết Lôi Lạc, do Lưu Đức Hoa đóng, trở thành cảnh sát. Vào thời điểm đó, cảnh sát Hồng Kông không được đối xử tốt, và luật bất thành văn về việc cảnh sát thu phí bảo vệ của những người kinh doanh ra đời. Lôi Lạc không muốn hợp tác với họ và bị đồng nghiệp loại trừ, đã xúc phạm thám tử quyền lực Nhan Đồng, do Tần Bái đóng. Tuy nhiên, đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ công tác, thanh tra Trần Đồng, do Quan Hải Sơn đóng, lại thầm cảm kích và hết sức bảo vệ anh, Lôi Lạc và A Xia, do Khâu Thục Trinh đóng. Con gái của chủ cửa hàng tạp hóa, rất có duyên trong tình yêu, nhưng cha mẹ của cô không muốn con gái họ phải khổ sở với anh ta và ngăn cản họ bằng mọi cách có thể. Lôi Lạc uống rượu giải sầu, đến sòng bạc ngầm quậy phá, bị đánh, nhờ thanh tra Trần Đồng cứu giúp và giúp anh quyên góp được 50.000 tệ của hội môn. Tuy nhiên, trận hỏa hoạn ở khu nhà của bạn gái anh đã thiêu rụi giấc mơ của Lôi Lạc. Lôi Lạc tình cờ trốn thoát, nhưng gia đình của Asia bị chôn vùi trong biển lửa, và bản thân Asia thì không nghe được tin tức gì. Trong nháy mắt, vào cuối những năm 1950, Lôi Lạc đã trải qua tình trạng bè phái trong lực lượng cảnh sát, trải qua nhiều thăng trầm, dần dần thích nghi với cảnh sát Hồng Kông, có thể thu phí bảo vệ một cách dễ dàng. Anh Mã Vân Long di mắng kết hôn với Nguyệt Nga, do Trương Mẫn đóng, xinh đẹp và cay nghiệt, con gái của đại ca giang hồ. Anh nhanh chóng được thăng chức thanh tra. Lôi Lạc, người đã trở thành thanh tra, đã tiêu chuẩn hóa hệ thống thu phí bảo vệ trong khu vực, giảm xung đột giữa các tầng lớp xã hội và được cấp trên đánh giá cao. Trùng hợp với việc thanh tra quận nghỉ hưu, Lôi Lạc và Nhan Đồng đều trở thành những ứng cử viên nặng ký cho chức vụ này. Hai người tranh giành quyết liệt nhưng cuối cùng thì Nhan Đồng giành được chức thanh tra quận, nhưng bằng mọi cách Lôi Lạc đã mua chuộc được vợ của cấp trên và mở ra thêm một chức vụ quản lý các thanh tra quận cho anh. Anh trở thành một người thám trưởng có chức vụ cao, triển khai hệ thống thu phí bảo vệ trong khu vực lúc bấy giờ và có mối quan hệ rất tốt với những băng đảng xã hội đen. Thám trưởng Lôi Lạc phần 2, năm 1992. Thám trưởng Lôi Lạc phần 2 là phần tiếp theo của bộ phim Thám trưởng Lôi Lạc phần 1, với sự tham gia của Lưu Đức Hoa, Ngô Mạnh Đạt, Khâu Thục Trinh, Trương Mẫn, Tần Bái, Quan Hải Sơn. Phim kể về tân cảnh sát trưởng quyết tâm diệt trừ tham nhũng trong lực lượng cảnh sát sau khi nhậm chức, nên Lôi Lạc được thăng chức trợ lý nhưng quyền của anh thực sự bị suy yếu, biết rằng đã đến lúc phải nghỉ hưu, Lôi Lạc đã nghỉ hưu sớm. Con trai của anh và bạn gái trẻ cũng trở về từ Úc. Anh ta hận cha mình và quyết định tự mình bắt giữ ông ta. Ở cuối tập trước, Lôi Lạc đã gặp A Xia và nhìn thấy con trai của anh ta là Lôi Dung Hiền, do Quách Phú Thành đóng. Hóa ra A Xia được người thân đưa đến Đông Quảng và thoát khỏi đám cháy khi đang mang thai. Lôi Lạc cảm thấy xấu hổ với mẹ con họ, sau khi bàn bạc với vợ là Nguyệt Nga định lấy A Xia làm vợ lẽ. Không ngờ lúc này chính quyền Hồng Kông thuộc Anh tuyên bố bãi bỏ luật pháp của nhà Thanh và thực thi chế độ một vợ một chồng. A Xia bất lực. Trước hoàn cảnh đó, cô đã đưa con trai bỏ nhà đi. Sau hơn 10 năm,
gia đình đoàn tụ một lần nữa. Lúc này, Lôi Lạc được thăng cấp phó, nhưng thực lực của Lôi Lạc đã suy yếu. Biết rằng đã đến lúc phải nghỉ hưu, Lôi Lạc đã nghỉ hưu sớm. Trải qua những năm 1960 khi muôn loài hoa nở rộ, tích lũy được khối tài sản khổng lồ và trở thành nhân vật gây chấn động nhất xã hội lúc bấy giờ, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn dần ập đến. Khi Lôi Lạc còn trẻ, bạn gái Asia của anh đã làm việc chăm chỉ ở nước ngoài để nuôi con trai. Cô bị bệnh nặng, con trai ông Lôi Dung Hiền đã tốt nghiệp đại học và là một nhân tài được chính phủ Hồng Kông thuộc Anh tuyển dụng để chuẩn bị thành lập Ủy ban độc lập chống tham nhũng và anh quyết định tự mình bắt giữ anh ta. Asia bị bệnh nặng, Lôi Lạc bị thương đến bệnh viện, kẻ thù của Lôi Lạc cũng đuổi theo anh đến bệnh viện, con trai anh nhìn thấy cha mình gặp nguy hiểm, anh cũng siêu lòng và giúp cha mình trốn thoát. Trùng Hương Cảng, năm 2017. Trùng Hương Cảng là một bộ phim thuộc thể loại hành động xen lẫn với hình sự, chính kịch ra mắt năm 2017 do Hồng Kông, Trung Quốc hợp tác sản xuất. Phim do hai ngôi sao Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa đóng chính kim đồng sản xuất với đạo diễn Vương Tinh và Quan Tri Diệu người cũng tham gia viết kịch bản và đồng đạo diễn cho bộ phim. Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim gốc của Hồng Kông năm 1991 có tựa là Bá Hào. Năm 1991, điện ảnh Hồng Kông cho ra mắt bộ phim Giang Hồ Đại Ca Hào Què với vai nam chính được giao cho cựu diễn viên TVB Lữ Lương Vĩ. Từ đó nhân vật Hào Què vốn có thật trong lịch sử này được khán giả trong và ngoài nước biết tới. Đây cũng là vai diễn thuộc hàng đề đời của tài tử họ Lữ, trở thành kinh điển và một lần nữa Hào Què lại xuất hiện trên màn ảnh rộng với Trùng Hương Cảng của đạo diễn Vương Tinh, Quan Tri Diệu cùng diễn xuất đến từ ngôi sao võ thuật Chung Tử Đơn, lấy cảm hứng từ hai nhân vật lịch sử khét tiếng của Hồng Kông là Ngô Tích Hào và Lôi Lạc. Phim xoay quanh về cuộc đời của Ngô Thế Hào trong hành trình từ người di cư bất hợp pháp cho đến trở thành một ông trùm khét tiếng về Mã Vân Long Túy ở Hồng Kông. Phim được ra rạp vào năm 2017 và nhanh chóng tạo thành cơn sốt. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông thời điểm hiện tại là Chung Tử Đơn và Lưu Đức Hoa đã Mã Vân Long đến những thước phim thực sự chất lượng cả diễn xuất cho tới những cảnh hành động. Với doanh thu 76 triệu từ kinh phí 200 triệu, Trùng Hương Cảng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các khán giả lẫn giới phê bình phim, đồng thời luôn đứng đầu tại các doanh thu phòng vé trên toàn cầu. Bộ phim còn thu về nhiều giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cao quý, trong đó có hạng mục phim truyện hay nhất. Phần 2 của bộ phim có tựa là Trùng Hương Cảng 2, Truy Long chính thức ra mắt vào năm 2019. Nhân vật chính của Trùng Hương Cảng tên Hào, do Chung Tử Đơn đóng, một người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc đại lục tới Hồng Kông vào năm 1963. Từ một tay giang hồ không có số má, Hào hơn người ta ở sự lì lợm, liều lĩnh cùng khả năng đánh đấm rất tốt, dần dần khẳng định được vị thế của mình trong giới xã hội đen khu vực sau những lần ghi điểm với đàn anh. Đặc biệt, cơ duyên đưa anh quen biết tới thám trưởng Lôi Lạc, do Lưu Đức Hoa đóng, hai người đứng ở hai vị trí trái ngược nhau nhưng có cùng mục tiêu là tiền. Phối hợp với nhau rất ăn ý, trong khi Hào từng ngày phát triển địa bàn của mình với những phi vụ phi pháp từ Mã Vân Long Túy cho tới cờ bạc thì Lạc là người bảo kê, người dẫn đường chỉ lối để thế lực của Hào ngày một lớn hơn mà không bị sự nhòm ngó của chính quyền. Một ngày nọ, Lôi Lạc thực hiện nhiệm vụ truy bắt một băng nhóm tội phạm trong tòa chung cư cũ. Anh bị bọn tội phạm truy đuổi đến cùng, họ quyết tâm lấy mạng Mã Vân Long Di mà có Hào tới kịp lúc để giải cứu, nhưng đổi lại là một chân của Hào bị đập gãy, từ đó trở thành Hào Què. Nhưng chính sự việc này đã giúp mối quan hệ của Hào và Lạc càng khăng khít hơn, tiền tài càng nhiều hơn đến độ tổng tài sản của hai người từng được xếp vào hàng giàu nhất Hồng Kông thời đó. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.